Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh, như quý khán thính giả đã thấy, trong những ngày qua, các cơ quan truyền thông chính thức của Việt Nam đã nói là Việt Nam nhập khẩu gạo nước ngoài lên tới hàng tỷ Mỹ Kim, khoảng chừng 25.000 tỷ tiền Việt Nam. Tưởng như thế nào? Coi vậy mà không phải vậy. Ấn Độ chính thức công bố là mở kho gạo Ấn Độ. Một số nước như Philippines nhập khẩu gạo Ấn Độ vào. Nhưng câu chuyện thật hư như thế nào? Quý khán giả biết Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Gạo Việt Nam là gạo ngon. Nhiều nước không thể nào mà cạnh tranh nổi chất lượng gạo của Việt Nam như gạo của Ấn Độ mà xuất cảng sang Philippines. Thì người dân nơi đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nơi đó nói gạo của Việt Nam lúc nào cũng hơn hết. Người dân Philippines đi mua tích trữ gạo Việt Nam và họ gọi Việt Nam là người bán hàng rất tin cậy, họ gọi là Suki. Theo lời của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp của Philippines là ông Ferdinand Adriano, ông cho biết Việt Nam có hứa cung cấp mỗi một năm từ 1,5 triệu cho tới 2 triệu tấn cho Philippines. Philippines rất trân trọng gạo của Việt Nam vì gạo này là gạo ngon, gạo ngon. Dầu rằng Ấn Độ mở cửa ra và Ấn Độ để cho gạo của Ấn Độ tràn ngập, nhưng người dân Philippines vẫn không đánh giá cao chất lượng của gạo Ấn Độ. Hiện nay Việt Nam còn hạ giá gạo của Việt Nam thì giá gạo của Việt Nam sắp xỉ chỉ mắc hơn gạo Ấn Độ một chút thôi. Nên theo lời của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ferdinand Adriano của Philippines, người dân đổ dồn đi mua gạo của Việt Nam, cất trữ gạo Việt Nam, chứ không mấy ai cất trữ gạo của Ấn Độ. Nên Việt Nam mà nhập khoảng chừng 1 tỷ Mỹ Kim gạo, thường là gạo từ bên phía Ấn Độ. Để làm sao? Để mà dùng những gạo kém chất lượng hơn nuôi gia súc. Thay vì mình dùng gạo ngon mình nuôi gia súc thì bây giờ đó mình bán gạo ngon cho Philippines và mình nhập cảng gạo để nuôi gia súc như là nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo vân vân. Đây là một chiêu coi vậy mà không phải vậy của Việt Nam rất khôn ngoan. Những gì tốt vẫn giữ lại, những gì mà gọi là kém chất lượng hơn thì nuôi gia súc. Việt Nam vẫn xuất cảng gạo có chất lượng cho Philippines, mà Philippines thì gọi đây là bạn hàng tiến cận, Suki. Suki Vietnamese. À, vậy là chiêu của Việt Nam đi cao lắm đó nha. Quý khán thính giả cũng biết Ấn Độ là một nước ở Nam Á, hiện nay là một nước đông dân nhất thế giới. Phát triển kinh tế của Ấn Độ cũng nhanh chóng, cũng chóng mặt, nhưng mà bình quân đầu người của Ấn Độ vẫn thua Việt Nam. Trước đây 30 năm thì bình quân đầu người của Ấn Độ có lẽ hơn Việt Nam đôi chút, nhưng bình quân bây giờ của Ấn Độ vẫn giữ nguyên khoảng chừng 2.000 mấy đô la một năm thôi, còn Việt Nam đã lên tới 4.000 mấy trăm đô la một năm rồi, xa tít gấp đôi, hơn gấp đôi luôn của Ấn Độ. Ấn Độ nhìn tới Việt Nam và ngưỡng mộ sự phát triển cũng như bình quân đầu người của Việt Nam, thật là ngưỡng mộ Việt Nam. Tôi chia sẻ thông tin này đến quý khán giả. Hôm nọ tôi có nói là Việt Nam nhập khẩu gạo tốn lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Thì tôi chưa có hiểu rõ. Bây giờ là tôi đọc những thông tin
ở những nơi khác thì mới hiểu đây là một hình thức của Việt Nam. Bán đi gạo ngon, nhập khẩu gạo kém chất lượng hơn để cho gia súc ăn, chứ không phải là cho người. Và vì việc này cho nên là bên phía Philippines trân quý gạo Việt Nam và trân quý cách hành xử của Việt Nam, rất là tin tưởng, hứa cái gì giữ lời chuyện đó. Đây là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.